xin chào mọi người sony wf 1000b4 là một con ad chủ bài của sony để cạnh tranh trong phân khúc tai nghe wireless cao cấp vào năm 2021 và chiếc tai nghe này thực sự đã rất là thành công cái điều đó thì nó được phản ánh qua cái doanh số cực kỳ là tốt của sony wf 1000b4 và sang đến năm 2022 thì sony họ lại tiếp tục tung ra mắt một cái chiếc tai nghe wireless khác cũng thuộc phân khúc cao cấp đó là sony LinkBuds s và cái chiếc tai nghe này thì nó có những cái thông số kỹ thuật cũng như là tính năng nó cũng khá là tương đồng với lại uh, WF1000x4. Uh, vậy thì hà cớ gì mà Sony họ lại cho ra mắt Link Buds S trong khi uh, cái chiếc uh, WF1000x4 của chúng ta nó đang rất là thành công. Uh, điều đầu tiên thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu về uh, thiết kế của hai sản phẩm này. Uh, sang đến chiếc Link Buds S này thì có vẻ như là Sony họ đã chịu lắng nghe người dùng hơn khi mà uh, thay đổi hoàn toàn thiết kế so với lại người đàn anh là X4. Uh, mọi người thấy sao ạ về cái phần kích cỡ? Rõ ràng là chiếc linh mật S của chúng ta có kích thước rất nhỏ hơn rất là nhiều và điều này thì nó sẽ có một cái lợi thế như sau, đó là khi mà các bạn đeo lên tai thì nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Quả thực là cái điểm yếu duy nhất mà mình thấy trên XM4 đó là hai cái phần housing này nó quá là to đi. Nếu như mà sử dụng với người dùng ở các thị trường khác như là châu Âu hay là Bắc Mỹ thì mình nghĩ là có lẽ nó sẽ phù hợp hơn còn đối với những người dùng trong nước đi hoặc là người dùng châu Á nói chung đi thì mình thấy là cái sai tai của chúng ta nó thường bé hơn rất là nhiều so với lệ những Uh, người dùng ở bên châu âu hoặc là bắc mỹ chẳng hạn. Với cá nhân mình thì là một người có cái ống tai nó không quá lớn ở cỡ trung bình thôi và đeo chiếc tai nghe này thì uh, khi mà mới đeo lên nó khá là kích tai và đeo lâu thì nó cũng cảm giác rất là khó chịu. Uh, chưa kể là những bạn nữ chẳng hạn thì có cái ống tai khó hơn, uh, cái ống tai bé hơn thì mình nghĩ là cái khả năng mà đeo được cái mẫu tai nghe này thì nó là điều rất là khó. Uh, đối với linh S thì sao? chiếc tai nghe này có thiết kế nó thực dụng rất là nhiều vẫn là chất liệu bằng nhựa thôi tuy nhiên thì Sony họ đã sử dụng cái loại kiểu dạng bề mặt là nhựa nhám thay cho cái lớp phủ mịn ở trên x 4 lớp phủ mịn này thì nhìn tai nghe nó có vẻ cao cấp thật nhưng mà nếu như các bạn mà ma sát các bạn sờ chạm lâu ngày ấy, thì cái phần này nó sẽ bị mòn đi và nhìn nó khá là xấu còn đối với lại Linh Bất S thì cái lớp nhựa nhám này tuy là nó không được cao cấp bằng nhưng mà thứ nhất là nó sẽ cho cảm giác cầm nắm nó bám tay hơn và thứ hai nữa là cái lớp nhám này nó cũng sẽ bền hơn so với thời gian à, Và như mình đã nói đó thì cái housing của Linh vật S này nó cực kỳ là nhỏ nhá Đây mình sẽ so sánh cho mọi người xem housing của hai chiếc tai nghe này này à, Chưa kể là cái phần faceplate này nó bé hơn đâu Mà cả cái bề dày thì nó cũng à, mỏng hơn rất là nhiều so với lại XM4 Và thực sự khi mà đeo Linh vật S ấy, thì mình cực kỳ là thoải mái Nó không có cảm giác bị kích tai và bị cũng như là khi mà đeo XM4, đeo XM4 thì mình thậm chí là còn bị uh, lồi một cái phần housing ra bên ngoài, nhìn nó khá là kỳ cục. Đó, thì uh, về phần thiết kế thì mình rõ ràng là sẽ chấm cho cái chiếc Lynn S này một điểm cộng so với lại người đàn anh là XM4. À uh, tiếp theo thì đến cái phần là tính năng và công nghệ thì hai cái sản phẩm này nó đều trang bị cái tính năng và công nghệ khá là tương đồng nhau và mình cũng sẽ không nhắc lại nữa bởi vì mình đã trình bày ở uh, rất là nhiều các video về chiếc XM4 này rồi. Uh, cái điểm khác biệt duy nhất mà mình thấy Đó là cái thời lượng pin thì rõ ràng rồi XM4 thì nó được trang bị thời lượng pin uh, nhỉnh hơn rất là nhiều So với lệnh Limit S do là cái phần kích thước housing này nó to hơn đáng kể uh, Mình trải nghiệm thực tế thì có thể là dùng khoảng tầm 10 tiếng Ở trên housing của chiếc XM4 Còn trong khi đó thì uh, Với Limit S chúng ta sẽ chỉ khoảng, khoảng tầm 6 giờ sử dụng trên tay thôi Và mình nghĩ là 6 giờ là nó là quá là thoải mái rồi Và khi chúng ta không dùng chúng ta có thể để vào cây sạc Thì nó sẽ sạc lại Và chúng ta vẫn có thể tiếp tục dùng còn mình nghĩ là thời lượng pin 10 tiếng thì cũng rất là ok Nhưng mà thực sự thì nếu mà sử dụng thực tế thì nó cũng không đem lại một cái trải nghiệm nó quá là khác biệt so với lại uh, chiếc Linh Bật S này uh, Về cái phần chống ồn cũng như là thu âm Thì mình thấy là hai sản phẩm này nó khá là tương đồng nhau về cái khả năng uh, chống ồn chủ động ở uh, chiếc Linh Bất S của chúng ta nó có khả năng cách âm cũng không thua kém gì so với lại XM4 Nhất là ở những cái môi trường ồn ào thì các bạn có thể là dễ dàng nhận ra hơn Uh, nó sẽ đều là vượt trội so với lại mặt bằng chung những cái tai nghe true wireless có chống ồn chủ động trên thị trường nhé và đó, nếu như các bạn mà phân vân giữa cái việc chọn hai chiếc tai nghe này và các bạn ưu tiên cái sự chống ồn, cách âm tốt hay là mic thu âm ok thì mình nghĩ là các bạn chọn chiếc tai nghe nào cũng được hai chiếc tai nghe này thì đều tốt như nhau mà thôi uh, và về tiếp theo là chất âm uh, đó là cái điểm rất là quan trọng đúng không chúng ta mua tai nghe về để nghe thì cái việc chất âm nó hay nó là một cái yếu tố cực kỳ là đáng cân nhắc thì giữa hai cái chiếc tai nghe này ấy, mình đã có trải nghiệm qua rồi và mình thấy là uh, tuy là cùng thuộc một hãng nhưng mà Sony Linh Bất S và wf 1000 M 4 nó lại đi theo hai cái trường phái khác nhau. Uh, đối với lại XM4 ấy thì đây là một cái kiểu âm nó dày, ấm, nhấn nhiều vào âm bass và trung âm trầm. Đó cho nên là các bạn khi mà nghe những thể loại nhạc sôi động thì sẽ rất là đã tai hay là những nghe những uh, bản nhạc uh, trẻ hiện nay ấy mà có muốn cái vocal nó nick tai hơn dạng ờ, ca sĩ nó nổi bật và nó ấm áp hơn, dễ nghe hơn thì chiếc X 14 này sẽ là một cái mẫu tai nghe cực kỳ phù hợp cho các bạn. Còn đối với Bất S thì nó sẽ có kiểu âm nó cân bằng hơn và âm bass của nó nó ít lượng hơn rất là nhiều. Ờ, nó có cái kiểu bass tương tự như là chiếc Zabra Elite 5 nếu như các bạn đã từng trải nghiệm cái mẫu tai nghe đó, nó uh, nhấn nhiều vào upper bass đó, cho nên là cái phần sub bass hay là mid bass thì nó không được uh, đầy đặn và nhiều lượng như là chiếc x 4 à, Mình nghĩ là chiếc Limbus S này nó sẽ phù hợp cho các bạn thích nghe những thể loại nhạc nó mộc mạc hơn như là acoustic hay là nhạc đồng quê hay là những cái bản lát nhẹ nhàng thì à, cái chất âm của Limbus S này nó sẽ phù hợp cho chúng ta hơn Thì tổng kết lại mình thấy là cái việc mà Sony họ cho ra mắt cái chiếc Limbus S này là nó sẽ nhắm vào một thị trường nhỏ hơn một cái đối tượng khách hàng, một cái tập khách hàng nó nhỏ hơn so với lệnh 4 À, với XM4 ấy, thì chúng ta có tất cả những công nghệ tối tân hiện đại nhất Có một cái chất âm cực kỳ tuyệt vời, nịnh tai à, Tuy nhiên thì cái thiết kế của nó thì nó lại khá là khó Cho một số các bạn mà có ống tai bé như mình chẳng hạn Hay là các bạn nữ thì việc đeo cái chất nghe này nó sẽ hơi khó khăn một chút Còn đối với Linh bất S thì đây là một cái phiên bản à, Có thể nói là compact hơn của chiếc XM4 Các bạn vẫn có những cái công nghệ tối tân và hiện đại như vậy Khả năng chống ồn, xuyên âm, mọi thứ đều y nguyên Có hỗ trợ app đi kèm giống hệt như là XM4 nhưng mà cái kích thước của nó thì nó được thu gọn đi đáng kể, cũng như là cái chất âm thì nó đã nhẹ nhàng cân bằng hơn. À, mình nghĩ là đối với gu của các bạn nữa thì các bạn cũng sẽ thích nghe những thể loại nó nhẹ nhàng, nó thiên nhiều về vocal hơn là các bạn nam, những người mà thích nghe những thể loại nhạc sôi động đúng không ạ? Nếu là cá nhân mình đi thì mình sẽ chọn chiếc Linh Buds S này, mình sẽ sẵn sàng đánh đổi cái chất âm để đổi lấy cái sự thoải mái khi mà đeo. Bởi vì theo mình ấy thì cái việc chúng ta đeo tai nghe để nghe nhạc nó là để thư giãn đúng không ạ? Nếu như một cái mẫu tai nghe dù nghe hay đến đâu Nhưng mà đeo nó không thoải mái Thì chúng ta cũng không thể nào mà thư giãn được Đó, vậy thôi à, Đó là tất cả nội dung của video Thì à, các bạn thấy sao về hai sản phẩm này à, Lên ước các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn à, Linh bật S hay là ngàn x 14 Linh sản phẩm thì mình cũng sẽ để ở phần mô tả Cho các bạn tiện theo dõi còn bây giờ thì xin chào mọi người Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo